Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, nhưng trường tiểu học Hà Huy Tập 1 ở thành phố Vinh, Nghệ An vẫn chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm vận động nhiều phụ huynh nộp tiền năm học mới 2023-2024. Việc nhà trường tự ý đưa ra mức thu quá cao khiến nhiều phụ huynh bức xúc và gây dư luận không tốt cho ngành giáo dục Nghệ An. Sau khi có nhiều ý kiến phản ánh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh đã yêu cầu nhà trường hoàn trả lại số tiền đã thu trái quy định cho phụ huynh. Có mặt tại trường tiểu học Hà Huy Tập 1 sáng nay, qua tìm hiểu, nhiều phụ huynh cho rằng việc đóng góp để xây dựng trường lớp, mua sắm thiết bị phục vụ học tập cho con em là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc chưa có chủ trương nhưng nhà trường đã vận động thu với mức quá cao là không hợp lý. Cái dự toán là phải có một cái giá, ví dụ 70 bộ bàn ghế là bao nhiêu, rồi chia cho học sinh là bao nhiêu để mà thu. Chứ bây giờ thì nói là tự nguyện, cái thứ hai là cả cố là cái giáo cho hồi. Mà cả cố là không trực tiếp làm, không phải là cáo mà quá cáo. Cho nên là bác thì thấy là cái phụ huynh thì không ai dám nói cả. Có lẽ là người ta rất là ngại ngại về một cái vấn đề cái gì đó. Thầy cô chủ nhiệm là đưa dự trù lên kinh phí là nói là quỹ lớp đóng 300 dự trù như theo bảng cố chí đi là không đủ. Nên là thu quỹ lớp mỗi cháu là 500.000. Lứa con là cố nói là mỗi năm từ khi con học mà đến dư lớp 7 rồi thì điều hòa bầu dưỡng một năm cổ lên 200. Mà dư năm ni thầy nói là bầu dưỡng 3 lần đến một lần là 500, là 3 lần là 1,5 triệu. Mà khi đưa ra từ ý kiến của phụ huynh thì mọi người không nói thì em cũng không dám lên tiếng vì cũng sợ che nẻ con mình. Được biết, việc trường tiểu học Hà Huy Tập 1 triển khai cho giáo viên và hội cha mẹ học sinh vận động thu tiền quỹ hội lớp và tiền vận động tài trợ giáo dục từ tháng 9 năm học 2023-2024. Theo đó, gần 250 học sinh khối 1 bắt buộc phải đóng một số tiền từ 500 đến 1 triệu đồng cho giáo viên chủ nhiệm các lớp. Với khối học sinh lớp 3, giáo viên chủ nhiệm thông báo mức vận động tài trợ tối thiểu là 340.000 đồng một em. Đối với học sinh trái tuyến, giáo viên chủ nhiệm đã vận động đóng cao hơn học sinh đúng tuyến, với số tiền phải đóng là 500.000 đồng một em. Những khoản thu quá cao đã khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Thế nhưng, nhà trường lại cho rằng việc vận động đóng góp là do nhu cầu cần thiết cho học sinh và theo sự tự nguyện của phụ huynh. Với cái sự đồng tình của phụ huynh thì nhà trường đã cho phép hồi vận động trên tinh thần tự nguyện. Cái việc lắp đặt triển khai khi chưa có chủ trương là chưa đúng. Và sau khi có phản ánh thì nhà trường đã lập tức là hồi lại phụ huynh được một và trả lại toàn bộ cái số tiền mà phụ huynh đã vận động được đó. Việc vận động tài trợ là để cho ban đại diện cha mẹ học sinh làm. Cái đó là cũng không quy định. Cuộc vận động tài trợ là do hiệu trưởng thành lập xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, phối hợp với ủy ban nhân dân các phường xã và các lực lượng khác trên xã hội để thực hiện cái kế hoạch của mình. Vì do là ban đại diện cha mẹ học sinh làm, do đó là cũng chưa có cái kế hoạch được phê duyệt. Do các quy định về thu chi không được quy định rõ ràng nên tình trạng lạm thu ngày càng biến tướng với nhiều khoản thu chi bất hợp lý. Thậm chí giữa việc xã hội hóa giáo dục và lạm thu quỹ lớp được đánh đồng với nhau. Việc thu rồi trả rồi lại thu, sự nhập nhằng khuất tất trong các khoản thu đầu năm đã gây sự bức xúc cho phụ huynh, để lại dư luận không tốt cho ngành giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp định kỳ của thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các trường học không được thu quỹ trường, quỹ lớp và hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu và thu chi không đúng quy định. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm học 2023-2024, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nghị quyết 04, trong đó quy định rõ từng khoản thu, các mức thu cụ thể ra sao. Tất cả các hoạt động thu ở trong nhà trường đều phải là hiệu trưởng chịu trách nhiệm. Trước khi thu thì phải có dự toán mức thu và công khai rõ ràng cho phụ huynh biết việc thu để sử dụng mục đích gì, chi như thế nào. Không để tình trạng trong trường có nguồn thu mà hiệu trưởng nói không biết. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tại các cơ sở giáo dục, một số đơn vị vẫn chưa làm đúng quy trình, hướng dẫn nên dẫn đến các khoản thu sai quy định. Liên quan đến sai phạm tại trường tiểu học Hồng Hà, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo thông tin Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã chấn chỉnh và xử lý nghiêm khắc, yêu cầu nhà trường trả lại tiền thu chi không đúng quy định cho phụ huynh, đồng thời sẽ phê bình đánh giá xếp loại công chức viên chức của giáo viên. Nếu tiếp tục sai phạm sẽ có hình thức kỷ luật cao hơn. Từ ngày 5 tháng 10, Sở đã thành lập các đoàn đi kiểm tra đột xuất đối với cơ sở giáo dục được báo chí phản ánh.
Chỉ mới đầu năm học mới nhưng một lớp tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hơn 310 triệu đồng tiền quỹ lớp. Điều đáng nói là hơn 220 triệu từ số tiền này đã được chi ra để sửa sang lại lớp học. Vụ việc đã khiến dư luận bức xúc đang diễn ra ngay tại trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bảng thu chi quỹ lớp đầu năm học 2023-2024 của lớp 1 hai trường tiểu học Hồng Hà. Tổng thu hơn 310 triệu đồng cho 32 học sinh, trong đó một em chưa đóng. Chỉ chưa đầy một tháng học, số tồn cuối kỳ chỉ còn chưa đến 53 triệu đồng. Hơn 260 triệu đã được chi cho các hạng mục, chi ứng trước cho nhà thầu sửa chữa phòng học 150 triệu đồng, chi thanh toán tiền sửa chữa phòng học 50 triệu đồng, chi trả tiền còn lại chi phí xây dựng lớp cho bên thầu xây dựng 20 triệu đồng, chi tiền sơn bàn ghế, lót gạch bên hông lớp học 5,5 triệu đồng, chi tiền gấu bông và ăn uống tập văn nghệ hơn 5 triệu đồng, chi tiền hỗ trợ cô bảo mẫu học kỳ 1 4 triệu đồng và còn hơn chục khoản chi khác. Và đây là kết quả. Dù tất cả các hạng mục sửa chữa đều trên tinh thần tự nguyện và do ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp đứng ra thực hiện, nhưng sau khi biết bảng chi, nhiều phụ huynh không khỏi bị sốc. Chị đã có 3 đứa con chị học ở trường này, tức là chị đã trải qua 12 năm đưa đón con đi học ngay tại ngôi trường này. Cho nên chị khẳng định là tất cả các lớp học nó đều rất là thoáng mát, rộng rãi, sạch sẽ. Còn ví dụ như mà phụ huynh đòi vào trường này với tiêu chuẩn mà trường quốc tế thì không thể nào được rồi. Bây giờ thấy cái lớp cũ kỹ, nền gạch dơ mà đòi lát gạch mới đẹp, rộng rãi này nọ như theo tiêu chuẩn quốc tế. Tự bỏ tiền ra để tự làm thì chị thấy đó là do lỗi của ban đại diện cha mẹ học sinh. Là họ đòi hỏi tiêu chuẩn quá cao, chi quá lố tay, đúng là lo cho các con của mình. Nhưng mà lo theo một cái mức độ hợp lý vừa phải. Chứ không có phải mà một cái phòng học mà sửa gì tới 220 triệu bằng người ta sửa nguyên căn nhà. Chúng tôi đã không thể liên lạc được với bà Bùi Thị Hải Yến, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Hà để làm rõ sự vụ. Phía Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã kiểm tra và làm việc với phụ huynh học sinh. Ngay trong hôm nay, Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh đã có thông cáo báo chí về vụ việc. Theo kết luận của đơn vị này, mặc dù công trình cải tạo lớp học do phụ huynh tự nguyện đóng góp, nhưng quy trình vận động, thu chi không đúng quy định nên ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1-2 sẽ hoàn trả số tiền này theo đúng quy định. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh tình trạng này. Nhận thông tin đặc biệt là từ báo chí, chúng tôi đã chỉ đạo ngay cho phòng giáo dục của quận Bình Thạnh và cũng gửi văn bản đến Ủy ban dân quận Bình Thạnh để có cái chỉ đạo và báo cáo về cho Sở Giáo dục. Tình hình hiện nay cũng báo rõ đây là việc chúng ta thu là thu sai. Thì phòng giáo dục quận Bình Thạnh cũng đã chỉ đạo chấn chỉnh nghiêm túc và đã có văn bản phê bình đối với giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-2 về các sai phạm như trên. Phần này thì trong thời gian tới chúng tôi Sở Giáo dục sẽ tiếp tục đón nhận những thông tin của các cơ quan báo đài và cũng như cũng thành lập các cái đoàn kiểm tra đột xuất đối với các trường trong việc thu khoản thu này ngay từ đầu năm. Năm nào cũng chấn chỉnh, năm nào cũng yêu cầu công khai minh bạch trước khi tổ chức thực hiện, nhưng cứ đến hẹn lại các khoản thu chi đầu năm núp bóng tự nguyện vẫn khiến dư luận bất bình, để rồi trăm dâu đổ đầu phụ huynh. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo sửa đổi Nghị định số 81 của Chính phủ về học phí công lập, theo hướng không tăng học phí năm học mới 2023-2024. Phó Thủ tướng yêu cầu Nghị định cần sửa đổi theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí, đặc biệt yêu cầu không tăng học phí năm học 2023-2024 trình Chính phủ trước ngày 8 tháng 8 tới. Cách đây gần 3 tháng, Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá rõ tác động của xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng đến nhóm yếu thế, thậm chí không thể đi học do học phí tăng để có phương án hỗ trợ cụ thể. Dù vậy, trong đề án tuyển sinh năm 2023, nhiều trường đại học đã đưa ra mức học phí tăng mạnh trên cơ sở Nghị định 81. Theo nghị định này, từ năm học tới, trần học phí đối với các trường đại học công lập chưa tự chủ là từ 1,41 đến 2,76 triệu đồng một tháng, gấp gần 2 lần so với mức thu cũ. Trong khi đó, ở bậc phổ thông, Hội đồng Nhân dân nhiều tỉnh thành hồi tháng 7 cũng đã thông qua mức học phí năm học 2023-2024 dao động từ 50 đến 650.000 đồng một học sinh một tháng. So với năm trước, phụ huynh đóng cao hơn từ 2 đến 5 lần.